vọng đầy tội lỗi, đưa tương lai cuộc sống đi không lối về. Ta giờ về đâu, con đường dài mù lối, hận thù mà lương tâm người hỡi. Không còn tình yêu, trái tim đành tàn vỡ, không còn ai châm lối cô đơn cuối đường. Không còn là ta, ước mơ giờ tan biến, cô rơi mong bình yên. Anh Năm, tha cho tôi. Anh Năm. Sao mày? Sao hả mày? Lần trước mày gọi điện hăm dọa tao hùng hồn lắm à? Hả? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ không muốn bị công an bắt thôi. Mày nói đúng. Cũng giống tao đó, tao cũng đâu có muốn bị bắt. Trước giờ thằng Năm hổ này chưa từng bị ai hăm dọa hết. Đám trèo còn phải nể mặt tao đó. Còn mày à, hả? Giỡn mặt dám hả? Lên Năm ơi, tôi ngu dốt, tôi không bao giờ dám nữa mà Năm. Tôi xin anh, tôi xin anh Năm. Tránh ra đi hả mày? Tôi hứa tôi không bao giờ tái phạm đâu mà anh Năm. Tốt, không bao giờ tái phạm là tốt. Nhưng mà có tội thì phải bị phạt, mày có đồng ý không? Dạ. Dạ. Để nó xuống. Xuống mày. Đừng, đừng đánh tôi mà anh Năm. Mày? Tao đâu có đánh mày. Đi. Đánh mày lại dính tới tụi công an, tới bệnh viện lùm xùm lắm. Tụi tao chuyên nghiệp mà. Làm ơn mà anh Năm. Làm ơn đi anh Năm. Làm ơn Năm ơi. Buông ra mày. Nghe tôi dặn đây. Hôm nay sau khi về nhà, ai có hỏi mày phải nói mày bị đụng gãy giò. Đừng mà anh Năm. Không được khai gì hết, có hiểu chưa? Tha cho em mà anh Năm. Tha cho em đi. Im lặng nghe tôi dặn. Nếu mày hỏi ra chuyện gì, dù chuyện đẩy bà già ở cầu thang, hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến tao, hay tới đàn em của tao, thì hai đứa con gái của mày và cả vợ của mày nữa sẽ được tao đích thân chăm sóc. Mày có hiểu chưa? Hiểu không? Làm ơn. Hả? Làm ơn đi anh Năm. Hiểu không mày? Làm ơn. Làm ơn. Mày hả? Đi. Nếu như thằng em mày không đi tù, thì giờ này nó cũng nằm đây làm bạn với mày rồi. Nhưng không sao, tao sẽ có tiết mục cho nó sau khi nó ra tù. Tụi bay lấy hàng cho tao. Dạ đại ca. Anh Năm ơi, chết đi. Mày. Này đại ca, mày đứng dậy. Mày đứng dậy. Đừng mà anh Năm. Anh Năm ơi, anh Năm ơi, tha cho em đi anh Năm. Ông không, ông không. Làm ơn anh Năm. Mày làm ơn đi Năm ơi. À, đưa làm gì sao mày la? Bốp hỏng mày bây giờ. Đừng mà anh Năm. Mày im. Tôi xin anh đó, tha cho tôi.
Tao chưa chặt mà. Chứng mày còn nguyên mà. Đừng mà, tôi xin anh. Đừng. Sao? Thả cho tôi. Anh đừng. Chào chú. Chào chú. Thưa chú, đây là hồ sơ về băng nhóm của Nam Hổ. Đe dọa người khác, tiêu thụ đồ gian, đâm thuê, chém mướn. Tại sao tới bây giờ chúng ta vẫn không có bằng chứng để mà bắt được Nam Hổ? Đàn em của nó rất là kỹ lưỡng. Đứa nào bị bắt cũng đều kín miệng hết. Ở dưới quận cũng đang nhắm tới tụi nó đó. Trở lại vụ án của chúng ta. Tại sao Nam Hổ lại giết má của Thùy Linh? Cái mối quan hệ của cô gái này thật là phức tạp. Phát khai là sau khi Triệu ra tù, đã tìm hiểu và biết Thùy Linh có được một số tiền cố định được thừa hưởng từ chồng cũ, cho nên định tống tiền của ấy. Nhưng mà không ngờ là đám Nam Hổ lại đánh hơi được, cho nên đã truy lùng Triệu. Mọi người cứ đọc kỹ lại hồ sơ, phân tích lại một lần nữa. Chúng ta phải vẽ lại sơ đồ các mối quan hệ có liên quan. Toàn, điều động thêm người tỏ ra theo dõi Thùy Linh thật sát. Dạ. Dạ. Và đối với nhóm Nam Hổ thì cố gắng đừng bứt dây động rừng. Dạ. Dạ. Tìm hiểu thử xem vai trò của những người trong gia đình chồng của Thùy Linh. Tìm hiểu thêm tên Nam Hổ có vai trò gì. Dạ. Xem xét lại hồ sơ, bằng chứng ở hai hiện trường, coi có khớp với tên đàn em nào của Nam Hổ hay không. Dạ. Mẹ. Con gái. Mẹ cởi ba lô cho con nha. Dạ. Đi con. Dạ. Mẹ ơi, làm bapper đi. Thôi được rồi, lát nữa mẹ làm cho con. Còn bây giờ con vô con tắm rửa, thay đồ, xong rồi ra ăn nha. Dạ. Ừ. Đi đi.
Alo. Cô em nghe máy. Vậy là đã nhận được thư rồi có phải không? Ông là ai? Không quan trọng. Quan trọng là những gì cô em đã làm trên đường gần rừng cao su tuần trước kìa. Cô em xỉu chứ vậy? Anh có gửi kèm cho cô em vài thứ đâu. Mở ra coi đi. 10 phút sau anh gọi lại. Chị Thanh, chị Thanh. Thỏ, ngồi đây với chị nè. Sao qua chơi mà không báo trước cho chị Thanh biết hả? Em không biết, tự nhiên mới sáng dậy mẹ kêu chở qua chị Thanh. Vậy à? Thì ghét quá. Anh Khoa, cô Thanh. Cô Linh. Nè, Thỏ nè, bây giờ chạy vô bếp nói chị Mẫn làm sẵn bắp bơ nha. Chị Thanh dạ. Vô liền ha. Dạ. Đi vô. Giỏi. Đồ của bé Thỏ hả? Tôi sắp đi công chuyện, muốn gửi bé Thỏ cho cô Thanh. Vậy hả? Cũng được. Sẵn để tôi dẫn nó đi chơi hè luôn. Mà dì đi bao lâu? Khoảng một tuần. Một tuần. Thôi, để tôi tranh thủ chuyển tiền vào tài khoản của dì luôn trong hôm nay ha. Tiền gì? A Thanh muốn chuyển hết phần tiền cô được thừa kế để cô chủ động sử dụng và chuẩn bị lo cho tương lai của bé Thỏ. À thôi, không cần đâu. Tôi lãnh tiền lãi hàng tháng là được rồi. Thôi, thứ nhất, hiện tại tôi có rất là nhiều việc phải lo. Mỗi tháng phải lo thêm chuyện đó nữa. Lắc nhắc tôi không thích. Thứ hai thì anh Tân có khuyên tôi, mình là người trong nhà với nhau mà, cư xử như vậy không có hay. Sau này, nếu bé Thỏ nó lớn lên, rồi nó lại nghĩ tôi là người hẹp hòi. Nhưng mà tôi thấy... Thôi, để tôi đi gọi điện chuyển tiền cho dì luôn. Chơi với chị Thanh cả ngày như vậy, con có vui không? Dạ có. Cho con về ở với chị Thanh luôn, con thích không? Dạ thích, nhưng con cũng muốn ở với mẹ nữa. Nếu mẹ ở chung với chị Thanh thì con sẽ được ở chung với hai người rồi. Vậy mẹ cho con về đây ở luôn có được không? Dạ được. Mẹ sẽ nhớ con gái của mẹ nhiều lắm. Tại sao? Mẹ tính đi đâu hả? Mẹ tính đi công chuyện vài ngày con. Vậy mẹ cho con đi theo với.
chỗ đó người ta không cho con nít vô. Tại sao người ta không cho con nít vô? Mẹ con đau. Con ở đây nghe lời anh Khoa, nghe lời chị Thanh nha. Dạ. À, chị Thanh muốn chơi trốn tìm mà kiếm bé Thỏ hoài không được kìa. À, Thỏ vô liền. Vô đi. À, Thanh sắp mệt rồi đây. Mới vừa trốn vô nhà nằm được một tí. Anh Khoa, nếu như cô Thanh biết bé Thỏ không cùng huyết thống với mình, liệu cô còn yêu thương nó như thế này không? Tôi có thể cam đoan là chuyện đó không làm cho A Thanh bớt thương bé Thỏ. Có chuyện gì phải không? Đúng là không qua mặt được anh chuyện gì hết. Biết vậy thì tốt. Nếu thấy quá nặng nề thì nên chia sẻ. Công việc làm ăn thôi mà, nó làm tôi nhức đầu quá. Có nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không đủ sức để tôi lèo lái cuộc đời của mình. Có câu đương cuộc giả mê, bàng quan giả tỉnh. Người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Nếu có cần giúp đỡ gì thì nói tôi biết nha. Chắc chắn rồi, cảm ơn anh. Cô có thể tin tưởng tôi mà, đúng không? Em đi đâu về vậy? Cả ngày nay anh gọi cho em không được. Sao em không chịu nghe máy của anh? Em mệt, không muốn nói chuyện. Anh đi về đi. Em nói như vậy ý em là sao? Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được hết. Không được, em phải nói cho rõ ràng đi. Chúng ta đang vui vẻ với nhau mà, tại sao em lại xử xử với anh như vậy chứ? Chỉ có anh là vui vẻ thôi, còn em thì không. Không có chuyện đó đâu. Anh đi về đi. Linh. Ông Quyền cũng xuất hiện ở đó hả? Được rồi, lát nữa anh ghé qua. Ông Quyền vừa qua hả anh? À, mau nói là Linh đi cả ngày với lại đứa con. Vừa mới về nhà thì đã thấy ông Quyền xuất hiện rồi. Nếu như ổng với Thùy Linh mà có quan hệ tình cảm thì tất cả những lời khai hôm trước ổng khai với em dĩ nhiên là không tin được rồi. Em bị qua mặt cái dèo vậy sao? Dẫn bàn lẻ lên, ăn được rồi nè. Có đồ ăn rồi, nhanh ra đi. À, anh ra liền. Tới giờ ăn rồi, đói quá. Đi, lại lên. Từ từ. Thức đêm làm việc chứ đâu có phải là hội họp vui chơi đâu. Mà đến hồi hết nấu chè rồi nấu lẩu nữa hả chi? Anh yên tâm đi ha, không có phần của anh đâu. Anh cứ làm việc của anh đi, cứ làm thanh niên nghiêm túc đi. Cái này là em... À không, chị Quyên, bồi bổ cho anh Toàn đó. À, nãy giờ chị nghe chị kể về em, thì ra thành tích quậy phá của em cũng đáng nể quá ha. Vậy là chị theo phe của chị rồi phải không? Ủa,
Bộ hồi đó tới giờ chị em của em hai phe hả? Nè, hai người đang giở trò gì đó? Chị, phải biết ăn coi nồi, ngồi coi hướng chứ. Phải biết trái phải trước sau chứ. Tại hạ có lỗi, tại hạ có lỗi. Sơ ý quá, sơ ý quá. Xin mời chị. À, thì ra là vậy. Em hiểu rồi, thì ra là... Ăn đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Nước nè anh. À, cảm ơn em. Từ đó giờ chị Quyên tưởng em thích anh Toàn hả? Em nói nha, chuyên môn làm khổ anh Toàn không đó. Tội nghiệp anh lắm nha. Anh yên tâm đi, nãy giờ chị em nói ăn chung, chắc là chị hiểu em rồi đó. Toàn đi, nói nhiều quá. Nè, cho hai người ra ngoài hỏi ý 5 phút đó. Chị Quyên nấu ăn ngon quá, chị Quyên là số 1 đó nha. Ăn lẹ đi, còn làm việc nữa. Từ giờ ăn tới đi. Sáng, dạ. Còn một đống hồ sơ trong đó đó. Dạ. Lát chị đem vào phòng em phụ cho ha. Ê, con tôm của anh. Ê, cái này của em. Của anh. Của em. Của anh. Của em. Con tôm này của anh. Của em. Của em mà. Đem múc trả cho. Nè. Thôi nhường cho em nè. Ham ăn quá. Ăn cho no nha. Dạ cảm ơn anh. Qua nay chắc cô em sốt ruột lắm hả? 10 phút dài nhất trong đời có phải không? Ông muốn gì? Dĩ nhiên không phải gọi để tán dóc với em rồi. Anh muốn bàn với em một con số. Để giữ những tấm hình đó không đến tay công an. Ông muốn bàn với tôi một con số, rồi sau đó sẽ là một con số khác, rồi một con số khác nữa cho đến hết đời của tôi luôn. Thậm chí dù bây giờ tôi có đưa tiền, ông vẫn có thể tố giác tôi mà. Anh biết cô em sẽ nói như vậy mà. Anh hứa với em, anh sẽ xóa hết file gốc nếu em ngoan ngoãn làm theo anh. Thật tiếc cho ông là bây giờ trên đời này không có cái gọi là file gốc. Ông cứ giữ lấy số hình đó đi, tôi không quan tâm nữa đâu. Vậy chắc là em cũng không quan tâm. Chứng cứ đi chứng minh em không có giết người đâu hả? Chứng cứ gì? Cô em nghĩ mình giết chết thằng đó thật sao? Không, không phải như vậy đâu. Nhát đâm của cô em còn yếu lắm. Tụi anh phải ra tay mới kết thúc được công việc của em rồi. Ông nói cái gì? Anh biết tụi công an có tới tìm em. Không lẽ nó không có nói cho em nghe sao? Ông nói lại, ông làm ơn nói lại, nói cho rõ ràng ra. Mày lằng nhằng quá rồi đó mày.
Nhanh đây, tao sẽ cho mày thẻ chứng cứ đó trước khi giao tiền. Ngày mai sáng sớm mày hãy tới ngân hàng rút hết tiền ra, loại giấy 500.000 thôi, rồi chờ tao gọi điện, hiểu chưa? Ông muốn bao nhiêu? Tụi tao đã theo dõi mày từ lâu rồi. Dư biết mày thừa hưởng 5 tỷ đồng từ chồng cũ. Vậy đừng cố để qua mặt tụi tao làm cái gì. Nhớ rồi. Alo. Anh Khoa, anh nói tôi có thể tin tưởng vào anh phải không? Tôi cần anh giúp đỡ. Tôi thật sự kiệt sức rồi. Cô đang ở nhà phải không? Dạ. Tôi sẽ tới ngay. Cảm ơn anh. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Tôi đã bị căng thẳng quá mất. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Chắc chắn không thể thỏa thuận với bọn tống tiền này. Chúng ta phải tìm hiểu cái chứng cứ vô tội mà tụi nó có là cái gì. Chuyện cô Thanh chuyển tiền cho tôi, liệu có nhiều người biết không? Tất nhiên. Bên kế toán, thủ quỹ, luật sư, ngay cả thư ký nữa đều biết. À, tôi hiểu cô đang nghi ngờ chuyện gì. Bản thân tôi cũng đang thanh lọc lại người cho công ty, và ngay cả người trong gia đình nữa. Ý anh muốn nói gì Tân? Cách đây 7 năm, lúc A Thanh sắp làm đám cưới, tôi có nhờ người theo dõi điều tra thân thế của Tân. Có nhiều chuyện không tốt đẹp lắm. Ngày mai, tôi sẽ gọi điện hỏi thám tử. Tôi chưa từng nghi ngờ gì về cô để phải cho người tìm hiểu. Nhưng mà thật không ngờ, cô lại dẫn người khác vào nhà để trộm, tới nỗi cậu tôi bị đâm chết. Tôi xin lỗi. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn ăn năn và dạy dò về chuyện đó. Có lẽ là ý trời mới xui khiến Triệu tới đó đâm chết cậu tôi. Nếu không thì con của anh ta đã bị cậu tôi sát hại. Anh nói cái gì? Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Mà thực chất thì cô đã qua mặt tôi rất nhiều chuyện. Hồi đó tôi mới có hơn 20 tuổi, cho nên tôi còn rất là nông nổi. Vậy thì đừng có nông nổi nữa. Nếu mà cô tin tôi, cô có thể nghe tôi lần này được không? Ừ. Đưa cho tôi cái điện thoại mà tụi nó đã đưa cho cô. Tôi nghĩ chắc tụi nó dùng sim khuyến mãi, nên anh không phát hiện được cái gì đâu. Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng tôi không xem số máy. Chứ anh tìm cái gì? Tôi chỉ kiểm tra phần mềm hoặc thiết bị nghe lén thôi. À, cái này rẻ tiền, đời cũ, có thể yên tâm rồi. Tôi cũng không nghĩ ra được chuyện đó.
Cũng may anh cẩn thận và chu đáo quá. Kinh nghiệm thôi. Tôi buộc phải như vậy, vì nếu bị nghe lén, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách mà tôi sắp nói với cô đây. Alo, Minh hả con? Tối qua coi hết hồ sơ năm hổ chưa? Có phát hiện chuyện gì mới không? Nè, bên Bảo vẫn theo sát Thùy Linh đó chứ? Chú ở nhà sáng nay. Có gì thì gọi điện báo cho chú nghe con. Thôi vậy đi. Hình như thiếu bình nước kìa Bình. Trời, quên sạc pin rồi. Mấy giờ rồi ta? Hơn 6 giờ rồi. Chết, em chưa viết bản báo cáo nữa. Cái thằng này. Ủa, mà anh Toàn đâu rồi anh? Đi trước rồi, lẹ đi. Dạ dạ, em xong liền xong liền. Thùy Linh. Hả? Tôi nói biết mọi độc tình của cô, cho nên thế nào cô cử người theo dõi. Cho nên không nên đi xe của cô, ngồi phía sau đi, giấu mặt được. Xe Kia màu đen, biển số 52U4870, xe đang rời khỏi hầm. Lái xe là đàn ông khoảng 35 tuổi. Gọi lại đi. Tới ngã tư rồi, anh Bảo vô nha. Ok, rút đi anh theo liền. Ê, tới kìa. Ủa, anh Bảo, anh Bảo nghĩ cô ta đi đâu vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ là chắc phải đi ngang qua cơ quan của mình, đến gọi người tiếp diện canh giữ bên vòng xoay. Anh Bảo, anh Bảo nhìn kìa. Điều tra viên tên Minh. Thank you.
khoanh vùng trong đám năm hổ thôi. Có khả năng nó là người mới gia nhập nhóm. Ừ, đúng rồi. Em cũng nghe râm ran á là tụi nó về đầu quân cho năm hổ nhiều lắm. Nè, mày phải cẩn thận nghe. Tụi này nguy hiểm dữ lắm đó. Ờ, em biết rồi. Em gặp tụi nó là em né liền. Nhưng mà anh, cho em hỏi thiệt anh câu nghe. Lỡ như em có chuyện gì, anh có cứu em không? Chắc chắn, hứa danh dự đó. Thiệt nghe. Cái thằng này. Em hỏi chơi thôi, chứ biết anh sẽ làm như vậy mà. Anh nghe này Quyên. Anh Toàn, Tùy Linh vừa tới đầu thú. Hả? Đầu thú? Dạ. Có khai ra cái tên giết thuê không? Có chuyện đó, anh về chỉ huy đi. Giờ em và Trí phải ra hiện trường gấp. Sao phải trở lại hiện trường chứ? Em nghĩ biết đâu lục lạo một hồi sẽ tìm được chứng cứ hung thủ để lại. Nè, hung thủ để xóa chứng cứ gì sao? Thôi, em sẽ kể sau. Giờ em phải đi rồi. Anh về cơ quan chỉ huy nha. Anh biết hôm nay chú Kiệt có việc rồi đó. Ừ, được rồi, anh về ngay. Nè, có tin gì mới báo anh nghe. Dạ. Vậy cô nhớ chính xác lúc đó là mấy giờ sao? Sáng sớm ngày nào tôi cũng đến mở cửa tiệm vào giờ đó, cho nên tôi nhớ rất là chắc chắn. Vậy bây giờ thì cô hãy kể lại chi tiết sự việc đi. Tới sớm quá đó chú rể à? Hả? Ờ... 6 năm. Đủ lâu để cho người ta nôn nóng mà. Chào em, tình nhân cũ của anh. Anh ra khi nào? Câu hỏi này nghe qua thì cứ tưởng là quan tâm tôi, nhưng thực chất nhìn ánh mắt của em kìa. Em chỉ muốn tôi chết rụt xương ở trong tù thôi đúng không? Em không có ý đó. Chắc chứ? Mọi chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. 6 năm trước em đã nói dứt khoát với anh như vậy rồi mà. Cô không cần phải nhắc tôi. Tôi nhớ như in từng câu từng chữ mà cô đã nói với tôi. Nhưng có lẽ là cô quên rồi. Vì cái gì, vì ai mà tôi phải vào tù? Lúc đó em còn quá nông nổi. Em... Cô thôi đi. Cô chỉ biết cho bản thân mình, chỉ biết dung dán cho bản thân của mình. Xảy ra chuyện gì cô cũng đổ thừa cho hoàn cảnh. Cô lôi mọi người vào cuộc. Khi xong việc, cô lại quay về với bản ngã của chính mình. Chuyện đã qua lâu rồi mà, sao bây giờ anh lại... Không, quá là qua với cô thôi. Bản thân tôi, tương lai của tôi đang phải ngụp lặn trong cái vũng bùn mà cô xô tôi xuống kìa. Anh hai tôi bây giờ đã trở thành kẻ tàn phế kìa. Không, tất cả vẫn đang diễn ra. Chỉ là cô chọn cách quay lưng đi. Quay đi mà không nhìn lại mà thôi. Bây giờ anh muốn em phải làm cái gì? Tôi căm ghét bản thân mình. Bản thân tôi cũng không biết phải làm gì với cô nữa. Trước giờ tôi chưa từng đánh cô đúng không? Sáu năm nay tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ rằng tôi phải làm gì với cô sau khi tôi ra tù. Ít nhất một lần trong đời, cô phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra. Như vậy mới công bằng. Anh muốn làm gì? Anh đứng yên. Anh đừng đến gần đây. Chúng ta tới cái mức này rồi sao? Đâm đi. Nếu như cô có thể thì đâm đi. Không, đâm em đi. Không muốn làm như vậy. Nhưng mà nếu như anh tiến gần tới, em buộc phải tự vệ.
Bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Tôi không có giết cô đâu. Tôi chỉ muốn tới đây đòi lại những gì thuộc về tôi mà thôi. Anh tha cho em đi. Em xin anh hãy tha cho em đi. Em xin anh hãy tha cho em. Buông tha cho cô à? Tôi không còn là thằng Triệu ngu muội để nghe theo những lời ru quên trước kia của cô đâu. Bây giờ thì đứa con của tôi, số tiền mà cô hưởng từ lão già đó, cô phải trả lại tất cả cho tôi. Đưa hết cho tôi. Trả đi. Trả đi. Trả đi. Lúc tôi bỏ xác của anh Triệu ở đó, tôi không hề biết là ảnh còn sống. Tôi cũng không thấy có nhịp thở. Với lại lúc đó tôi cũng sợ quá, cho nên tôi cũng không có kiểm tra kỹ. Nhát đâm đó đã trúng ngay thận. Chính vì vậy anh chỉ bị gây sốc tạm thời thôi. Nhưng chắc tại vì bỏ vô cái bao ni lông cho nên ảnh mới bị ngợp. Nếu lúc đó cô đưa anh ta đi cấp cứu thì vẫn còn kịp. Như vậy, kẻ tống tiền cô có những bức hình chính là kẻ đã tới sau và siết cổ Triệu chết. Nếu vậy, kẻ tống tiền chính là hung thủ. Lần này chúng ta phải bắt hắn tại trận thì mới kết tội được. Nhưng mà hắn nói với cô Linh đây là hắn có bằng chứng vô tội, mà cổ cũng vô tội. Nhưng mà như vậy, cô hãy cho tôi biết sự thật đó là gì. Có điều này cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng mà biết đâu giúp ích được. Cô Linh và tôi có nghi ngờ một người tên là Tân, cũng là thành viên của gia đình tôi, có tham gia sự việc này. Nó là người biết Linh có số tiền lớn, và cũng chính nó là người đã thuyết phục em gái tôi chuyển số tiền thừa kế sang cho Linh. Anh ơi, mua giùm em tờ giấy số đi anh. Có mua mày. Tham vọng đầy tội lỗi, đưa tương lai cuộc sống đi không lối. Như vậy là xong ha. Ok, mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch. Yên tâm, tất cả đàn em của anh cẩn thận đó. Ví dụ này phải làm cho tốt. Yên tâm, khi này con nhỏ này coi như chết chắc rồi. Chắc. Anh Toàn, em tìm được thằng giống như trong hình rồi nè. Nhưng tụi nó thiếu quá, em không ngờ trực tục rõ mặt. Nó đúng là ở trong băng năm cũ. Em gửi kèm hình cho anh em. Alo. Mày sẽ theo dõi tiền. Tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ nhà nghỉ và số phòng. Mày sẽ đến đó, tao sẽ không giúp tiền. Lát tôi đi cùng với bạn trai tôi được không? Tại vì số tiền nhiều quá, đi một mình tôi không có an tâm. Được, nhanh đi. Người hỡi, ta muốn quay về. Lối xưa đã lỡ cụ thể. Ý của người chết, người giữ im lặng. Tao sẽ giúp mày giữ lời thầy đó. Anh ơi, em biết một cái tên này nè. Cô có thể giúp cho anh á, có thể giúp cho anh. Bên này em có nghe anh còn hả? Có hai người. Bên này hiện trường. Để tôi tìm chứng cứ đó anh.